xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay thì mình đã tới được Chicago. Thì mình đã quay lại Chicago và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ có một cái buổi chụp ảnh ở Chicago. Và cái buổi chụp ảnh của cái chuyến đi lần này của mình thì sẽ kéo dài khoảng 3 ngày. Thì ngày đầu tiên của mình sẽ đi vòng vòng chơi thăm thú cụ thể hơn về Chicago. Mình đã tới Chicago được một lần rồi, nhưng mà bây giờ thì mình cũng tới lần nữa và mình có thời gian để mình đi, nên bây giờ là mình bắt đầu cái chuyến hành trình của mình. Và ngày thứ hai thì mình sẽ bắt đầu đi tới làm việc. Còn bây giờ còn ngày đầu tiên thì mình sẽ đi vòng thôi. Đi vòng vòng mình là dự định của mình thì sẽ đi tới chỗ Art Gallery, mấy cái Art Museum ở đây. Ở Chicago thì có rất nhiều cái Art Museum rất là đẹp, nên mình sẽ tới một cái để mình thăm thú đó. Thì bây giờ mình đã tới được cái tòa nhà gọi là Willis Tower, là một trong những tòa nhà cao nhất của Chicago. Đây, các bạn có thể thấy tuốt ở trên kia luôn kìa. Mình đứng là mình nhìn nói mỏi cổ luôn. Đó. Thì cũng giống như những thành phố khác thôi. Thì trong cái downtown này lúc nào mình cũng thấy tới thành phố nào thì thấy nó cũng có sửa này sửa kia hết á. Đó, có tòa nhà này, các bạn coi nè. Oh, sorry. Các bạn coi nè. Đó, cao khiếp không? Lát nữa mình vô thử ghi thử, nhưng mà mình coi cái giá vé là hình như là 25 đô. Đó. Thì để mình vô mình coi, mình check thử là nó lên được tới bao nhiêu nha. Đây, các bạn muốn lên trên đó thì các bạn đi cái chỗ gọi là Sky Deck. Đó, thì cái chỗ này thì mà mình thấy ban đêm thì nó đẹp hơn ban ngày. Thì ban ngày vẫn có khách du lịch vào. Để mình vô mình coi thử nha. Để mình coi là mình có nên đi hay không. Đây là một cái số hình ảnh ở cái nơi này nè, người chụp hình nè. Để lên được đây thì mình phải qua cái cổng chiếc của hải quan nữa. Mọi người đang lên nè. Thì chắc là mình chỉ đi vô thôi, xong mình lại đi ra, chứ mình không có vào. Vì đi bằng đêm chiều và đêm thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với đi ban ngày. Đó. Mình quay cho các bạn xem thôi. Bây giờ thì mình đang đi tới chỗ mà một cái museum ở Chicago. Thì đã thấy một tòa nhà đó các bạn. Nếu mình nhìn xéo thì nó hay hơn. Bây giờ mình nhìn thẳng thì nó cảm giác nó không có cong, hình của nó cong vậy nè. Đó. Để mình chụp thử nha. Đó các bạn thấy. Nhìn trong hình thì đây không thấy nó cong. Thì khi mà tới những cái thành phố lớn á, thì bây giờ mình cũng đã quen rồi. Cái lúc mà mình mới tới những cái thành phố lớn như thế này á, mình thấy cái gì nó cũng to, cũng đẹp, cũng bự hết á. Mình thấy đấy, cái gì kiến trúc này nó cũng đẹp hết, nhưng mà riết từ ngày này qua ngày kia mình đi nhiều á, mình cảm thấy nó lại rồi bắt đầu nó bình thường đối với mình rồi. Đó. Ồ, rất là to luôn mọi người. Coi nè. Khiếp chưa? Nè. Thì mình tới Chicago mình thấy là thành phố rất là bự, rất là to, rất là đẹp, nhưng mà không thấy nhiều người. Có thể là chắc là vì vào ngày cuối tuần nên không có những cái ai làm việc, nên chỉ có khách du lịch thôi. Cực kỳ đẹp. Và lần trước mình tới cũng vậy, mình thấy là thành phố rất là to, rất là lớn, nhưng mà rất là ít người ra đường. Mà mình không hiểu tại sao. Tại thêm một tòa nhà đó các bạn. Nếu mà nhìn xéo thì nó hay hơn.
Bây giờ mình nhìn thẳng thì nó cảm giác nó không có cong, hình của nó cong vậy nè. Đó. Để mình chụp thử nha. Đó, vậy thế. Nhìn trong hình thì đây không thấy nó cong. Thì khi mà tới những cái thành phố lớn á, thì bây giờ mình cũng đã quen rồi. Cái lúc mà mình mới tới những cái thành phố lớn như thế này á, mình thấy cái gì nó cũng to, cũng đẹp, cũng bự hết á. Mình thấy đấy, cái gì cái chút này nó cũng đẹp hết, nhưng mà riết từ ngày này qua đây kia mình đi nhiều á, mình cảm thấy nó lại là bắt đầu nó bình thường đối với mình rồi. Đó. Ồ, rất là to luôn mọi người. Ôi nè. Đây là một cái quán cà phê cũng khá là đẹp, rất là nhiều người tới ăn nè mọi người. Mình vô anh xem thử nha. Quán khá là đẹp. Quán tên là Golden and Tucker. Sorry. Đây là một số cái hàng mà cái bên chỗ này họ bán kèm nè. Đó. Rất đẹp. Sau một hồi đi lạc, mình đã ra được tới đây. Rất là đẹp. Nhà này kia cũng đẹp luôn mọi người. Có một cái nhà thờ kìa. Mình điều xe quá. Mình đi bộ đó chắc mình quải luôn á. Rất là đẹp luôn á. Tuyệt vời mặt trời. Đây là muốn thuê xe đạp thì cứ lấy thuê chiếc này chạy nè. Chắc là mình thuê xe đạp mình chạy quá. Đây. Chỗ này mình không biết tên là gì nữa. Ồ. Trên kia có hình mà. Trên cái nước này nè, trên mặt nước này nè. Có hình kìa. À, mình tới sát người. À, mùa hè đó, mùa hè ở Chicago là gì đây nè. À, rất là đẹp. Hai bên đều có hình hết á. Đây hình gần hơn nè. Đây, mùa hè ở Chicago. Mọi người đây du lịch nè. Đó, đây là cái gọi là The Bean nè. Gọi là khạc đậu đó. Cái lúc mà mình đi vào mùa lạnh á thì nó không có đông như thế này đâu. Còn mùa hè mọi người đi du lịch nè. Đó, các bạn thấy mọi người đi du lịch khủng khiếp chưa? Thank you.
rất là đẹp. Rồi mình đâu? Đây. Mình đây đây. Có một thanh niên. Có niên đây, từ năm 1618 đến 1907. Cực kỳ ngầu luôn. Em thấy nó ngầu không? Rất là thích, mình rất là thích con này nè. Kỳ lân nè. Rất là đẹp. Của China. Đây cũng cực kỳ đẹp luôn. Mình công nhận là cái đồ gốm sứ của người Trung Quốc làm á cực kỳ tinh xảo luôn. Thì những cái đồ gốm mình coi là nó có niên đại khoảng 150 tới 200 năm rồi, nhưng mà nhìn nó vẫn như mới, cực kỳ đẹp. Không biết cái này là có phải được đánh bóng hay làm lại không, nhưng mà nhìn nó như là mới vậy đó, cực kỳ đẹp luôn, nhất là cái này đó. À, những đồ vật này là có 150 tới 200 năm rồi. Những cái bức tranh này được vẽ vào năm 1551. Nhìn lại như là tranh thật luôn các bạn. Các bạn phải nhìn tận mắt thì mới cảm giác được cái chất liệu và những cái đường vẽ cực kỳ đẹp luôn, như là tranh thật. Là những người nghệ sĩ nổi tiếng như hồi xưa là người ta không có chụp ảnh đó, thì người ta sẽ vẽ cho thật nhất. Mình nhìn như chỗ này thì nó cảm thấy là nó cực kỳ thật luôn. Đây, cực kỳ thật luôn đó. Bây giờ thì mình đang đi vào những cái khu triển lãm ảnh tượng hình. Mình coi mà mình muốn nhức đầu luôn mọi người. Sáng giờ mình coi 2 tiếng, 3 gần 3 tiếng rồi. Mình muốn nổ não luôn. Lời khuyên cho các bạn, nếu mà mình đi coi thì mình nên chia ra để mình đi coi. Nếu mà coi liên tục thì các bạn sẽ bị, con mắt của bạn sẽ bị loạn, là các bạn sẽ không có nhớ được cái gì hết. Tranh thì muôn trùng, chủ yếu là mình thích là thể loại như thế nào thôi. Những bức tranh này mang cái tính chất nó hơi góc cạnh một chút. Đây. Rất là rộng.